về tới nhà rồi. Lạnh quá trời lạnh luôn. Giờ đổ ra hả mẹ? Ừ, đổ ra mình ngâm nước, mình chiều mình luộc. Nhiều quá nè. Có cá, lựa mấy con cá ra. Đừng đâu ít ai nhìn nữa. Thôi diện hãm luôn. Được khe thao. Ai vậy mà mày kêu bưng bầu đi hay bưng gì nổi. Rồi sao lựa cá ta? Đây lựa cá nè, lựa cá ra mình mà mình cho cô trước. Trời đổ. Không. Giờ là ấy đi, ngâm đây đi chút xíu cho cá rồi trời ổng nổi lên nè. Xong rồi mình lấy cái gì nữa cho cái là nãy mình rửa tảng bây giờ còn xình ha. Ừ. Rồi mình vậy nó trong nước nó mới sạch. Nhiều quá ha. Ý là mình không biết trong này có á, mình biết mình có vô số mình nhiều lắm nè. Ừ. Mai mốt mình mới ăn ở đó mình. Giờ mình cái làm gì? Giờ mình đem cho mày luộc. Luộc đây lấy cái luộc ra đi rồi làm gì làm. Muốn ăn gì làm. Rồi con bao nhiêu rồi con xích buổi sáng biết bao nhiêu. Rồi giờ mình luộc mình cho nổi cái luộc lên mình vớt hả? Ừ, bây giờ nước sôi cái mình bỏ vô mình luộc cái nổi cái luộc lên cái mình vớt. Nhớ hai cái vậy mới hết chứ giờ cái nhiều quá này gãy đổ. Nước thì sôi mỏi vô thôi nè. Ừ, nước thì sôi nó mỏi vô cái mà hơi sôi nó không nhả ra. Nhất là cái nước hến này ăn rồi để lo tông xuống đi nấu mì cháo ngon khỏi đi mà học chứ nước nhiều xong nước chưa sôi kệ nó để nồi mình vớt một lần đi nó nước sôi nó hơi bọt này nó loại này nằm đất thì nó hơi bọt nhưng mà cái nước nó để chút xíu mình nóng là trong veo là ngon lắm ngọt lắm hơi đen nhưng mà để nóng lại cho nó trong veo ngồi nóng lại là nó trong bây giờ nó lên đây nè lên này. Giờ nó sâu ra thì nó có hơi đen, hơi bọt. Sao vớt được rồi đó. Nhiều quá. Mới anh mẹ đổ nãy cũng đâu có nhiều không đâu. Ủa, mình có nguồn hút hết kìa. Mới quậy lên nó mới lên. Ừ, nói không biết là nó nấu mà gọi thịt con à. Ờ, còn sẽ biết lên cái chừng nào. À, một lô nó nhiêu đây, ruột đây là đúng rồi đó. Ừ. Quậy thêm đây nó còn thằng nào chưa ra nổi lên rồi. Còn nhiều mẹ? Nó còn sốc chứ con. Nhìn đi còn sốc chứ đâu có làm sao cho hết. To đó mà ra được đống ruột này như là hết này mập nè. Ừ, hết này mập, nhiều ruột. Nhiều ruột. Nó không có còn sót hơi nào đâu, mình gửi nhiều mà. Nước này là mình lấy luôn chứ không có bỏ. Ừ, này một để một lát nó nguội xuống, nó trong veo là ngon lắm mà nó ngọt nước dữ lắm. Ờ à, đúng rồi đó, một tô nó là ngọt. Chứ không còn nhưng mà còn chứ nhưng mà mình không biết lỗi có chứ đâu có nhiều đâu vỏ không nè cũng có còn vài ba con nhưng mà hơi đâu mình lựa vớt vỏ ra đi mình bỏ ra khác vô nè cũng còn khá đi chứ với hồi nãy mình bỏ nước chưa sôi cho nên nó không được ngon. Ừ. Này là vỏ vỏ riêng nãy mà nước không được sôi cho nên nó không được rã luôn. Giờ cái sao này nó ngon à.
nhỏ mà được bự. Khó xếp không? Con đen nó thấy còn sót một cái con nó tiếc quá, nó gửi. Quậy nó sôi quậy lên, nó sôi bùng lên, nó sôi lên. Rồi giờ các bạn nó đã trở lại. Đây. Bà Kha đã trở lại. Giờ cái chuyện tụi mình đi bắt khó này không có Kha, nay giờ cho Kha làm. Còn phần chế biến. Phần chế biến nấu ăn. Nè, đây là một cái thau hến nè. À. Chiều trưa lột. Lột xong mình lấy ra. Này sắt kiểu gì con? Sắt một thau luôn nè. Con này nó chắc được 2 kg hả mẹ? Cái rưỡi 2 kg á. Là nhiều lắm á. Một nửa, nửa bao hết luôn á. Tiếc là bà Kha mấy công chuyện không thể tham gia được. Vui lắm. Sắp sắc hành hả? Nay mình làm hai món. Cháo với con bì hả mẹ? Mình con bì hả? Nè, hôm nay là nồi cháo nè. Nước mà mình lượt ra rồi á. Đó, nó trong mà nó mẹ nói là không còn niêm gì luôn mà nó ngọt cực kỳ ngọt luôn. Nước của con hến nó ra. Nó có rớt bụi gì nữa mới. Không biết nữa, mẹ làm mới coi anh. Để cái ống khói này nó rớt bụi xuống này kỹ vậy. Sắc hành này làm gì? Cô nó khử. À chắc khử hành bởi cháo quá. Còn này rau sống này với dưa leo. Mình cuốn bì. Nào cuốn này ăn. Ai cuốn này ăn? Tôi chưa ăn cháo hến. Này chưa ăn hả? Chưa. Rồi một hồi bạn sẽ được thử cháo hến. Quá trớn luôn mẹ ơi. Nhiều quá trời nhiều. Tính ra mình bắt nó giữ hả mẹ? Coi này không mà mình bắt nó giữ chứ. Bắt cả mấy riêu hồ luôn mà. Thơm quá. Mời từ con mà mấy nó mẹ ăn lần muỗng muỗng đi. Hào lắm ạ. Bự quen mập ghê phải mập á. Mình giờ mình ấy cho nó thơm lại thôi mẹ. Mình làm cho nó nóng với gia vị vô cho nó thơm lại cái cốt bì á. Nhiều quá. Đó này còn có nước này. Còn ngồi chắc hai cái nước mình đổ vô trong nồi cháo. Còn với cái là cốt bì. Còn Kha làm gì kìa. Còn mắm à. Để làm cho ngon nghe. Không có mắm không ngon là cái kia không ngon á. Ba ngon luôn. Hết luôn con. Ừ. Chưa. Nó hết nó ngọt. Hơn bột hạt nêm nữa. Có đường rồi vô mẹ. Có lấy cái này mình ra đây nè. Ấy còn cái hai phần hả? Phần nấu cháo một phần. Mà nấu cháo thôi, còn cái cuốn bì mình làm nhiều chứ. Nay mình đi trúng mánh mà. Sáng ra cũng đi vui lắm, trúng mánh rồi quá trời hết luôn. Ngồi ra làm còn mánh không? Còn nhóc luôn á, nhưng mà lạnh quá rồi đi về á. Anh trỏi ăn cháo là được mà phải không? Được nữa. Hả? Ăn mơ tính sao? Dạ ăn được nhưng mà chị ngày mơi để mơ mai tính phải không? Được chứ. Kha được không? Được chứ. Kha này chưa ăn mà phải không? Chưa. Chưa. Được. Không được á. Sao không được? Sao bạn nói vậy? Trời ơi. Nghĩ sao nói vậy ta? Mình giờ cái bạn nhỏ thêm kè thêm cái bạn nhỏ đi ha. Đem cái dĩa nó qua bên bàn kia đi mọi để giữa đi. Còn cháo mình để bên đây nè.
giờ mình ăn trước rồi tôi mắc là phải húp xin cháo trước, đúng không? Nước chấm siêu động đặc của Văn Kha. Cháo tôi dọn lên đó anh chị. Chấm. Yeah. Đúng vậy. Thôi. Hấp dẫn ăn quá. Đi, ăn đi. Vô vô mày. Cháo. Thôi. Cháo hến. Cô ơi, lên dùng đi cô ơi. Có ai ngồi đầu bàn không mà bỏ đầu bàn đi mà. Dạ. Có chứ. Giá vậy mới ngon chứ. Ăn giá cục mới ngon, giá dạ luôn. Chứ thằng giá này ăn gọn. Có mẹ đem dạ rồi. Thử này chưa ăn phải không? Chưa ăn. Hả? Mày múc cháo đi. Rồi thử coi. Cháo hến. Ngon lắm. Ăn ghiền mơ đi bao bát hến nữa không có thằng bát. Ôi, ngọt. Thì miếng tiêu nữa. Mang hàng hai ngàn. Sao rồi? Ngon. Còn có sức con muội thôi sáng giờ thấy đáng không? Đáng, ngọt quá, ngon quá. Ngon nè. Ngọt phải nói là lạnh ở dưới mương mà lạnh rung ở dưới mương luôn mà cũng mò khí thế luôn. Mình thôi, mấy bạn nói gì cho tôi dám ăn tời. Đừng ăn nè, nói cho đừng ăn. À, nói gì mà nói mấy bạn nói cho tôi dám ăn tời. Nói cho đừng ăn. Đang nói nhất định không có là không về mà. Sợ luôn nó không về mà. Cô mẹ chưa có hả? Nè nè, mẹ làm rồi chén mẹ rồi nè. Nửa thằng rồi. Chú chuyển qua cuốn mì đi chú. Nè. Ổng đâu có cuốn được. Nè, cuối năng là ổng bó tay rồi. Ổng Kha hồi sáng này không đi coi tôi bắt cá bằng chân. Bắt gì? Bắt gì? Bắt cá bằng chân luôn. Tôi mới nghe luôn. Trời ơi. Nước kìa. Đừng có nhúng. Nhúng là nó bị ướt. Tính tầm sau cuốn. Muốn đâu? Không có để lên tôi thấy là lên miếng rau lên là nó ướt rồi. Bắt được con cá bắt cát bằng chân luôn á. Cuốn sao à? Là làm ướt quá à. Vậy á. À, không nhưng mà cuốn bạn ý nó nói cuốn chiều nào á. Mày muốn cuốn chiều nào? Cuốn chiều nào trời. Chiều nào đang được cô không? Cô khai nó nhéo nhạt mình bạn ơi. Ngồi đó gùi lên nè. Bỏ lên cục luôn. Thôi tao yêu là cháu của tao. Tao yêu là cháu của tao. Tao quất là cháu tao bỏ mồ hôi luôn. Thấy chưa? Mình cũng xong chưa? Mình chơi hoài. Được không? Tuy không được đẹp thôi. Nhưng mà chơi được. Mình cứ mình ăn rồi coi. Đâu vậy Đâu vậy? Không sao. Giết. Còn răng, còn cái răng bây giờ nè. Nó quá. Tại bánh tráng đó để rau vô là nó hai rồi. Phải hai ấy nè. Phải hai cái mới mà nhúng nước đừng nhúng nước nhiều quá nó cũng bị. Gì? Phải không? Ngon lắm. Đó, hãy luôn đi. Mình lấy cái này mắm chứ. Ừ hả mày về mày dẹp chén mày khỏi ăn. Hết con cháu mày rồi. Sao? Ngon lắm. Nó bị mình dẹp mày sao. Hai, giờ mình cho hai cái mình kẹp đi không? Ừ phải hai cái á. Với một cái là nó đổ. Một cái là nó đổ bể. Phú ơi. Còn miếng ấy vậy? Miếng gì? Dưa leo. Tôi ngồi giữa và hai bên. Ở đây quá. Phải làm luôn. Ăn ở giữa, không được thì đừng ăn. Có miếng rau rồi, chả chưa? Bỏ luôn, chớp giá bỏ lên cái dĩa. Hỏi làm miếng gì vậy? Dĩa để còn nhóc mắt. Mắt gì không lấy. Cho miếng xin xà lách đây. Lộn luôn. Hai ba cái cũng bị vô muốn trắng mới được. Có dĩa không? Nè, vậy còn nè. Có dĩa không Tú? Nè, đưa cái dĩa này cho nó. Nó tuốt nên nó mò. Mò quần áo nó hết rồi. Đừng đổ bể nha, đừng có làm đổ bể nữa nha. Thấy không, giờ nó chuyên nghiệp rồi.
Thấy không? Đó, tôi cũng chuyên nghiệp rồi. Đó, giờ lặng giờ dứt à. Ngon chứ. Trời ông xe không ạ? À, cha mày giờ ông làm không được, ông còn gùi đạp. Ê, ơi. Cậu này kỳ quá. Vậy phải là túm túm là vậy nè. Ôi, gùi đại ông ăn, rồi mẹ có ngon ăn hết. Cưng quá ăn được. Ngại. Nó khó nói tôi kỳ vậy. Không đúng rồi, nó cứng còng à. Mà đúng rồi, mình sao. Không chứ là khó khăn. Cái này lấy cái răng ra. Rồi, tụi mình xin dừng clip đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và đóng góp ý tưởng để ủng hộ tụi mình nhiều, rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.